Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn học phần mềm AutoCAD 2016 kết hợp với CAD 2007. Thì quay lại cái giáo trình AutoCAD á, thì tôi đã tải lên trên dưới video này có hai cái giáo trình ha, hai file PDF, một file là giáo trình AutoCAD thì 2007 bạn có thể tham khảo thêm, một file là các phím tắt AutoCAD á, tôi tự soạn ra. Thì hôm nay thì các phím tắt này thì tôi đã hướng dẫn tới cái phần hôm nay chúng ta sẽ học bên cái phần tạo cái vùng ha, và hợp nhất loại trừ hay là giao giữa các vùng này, đó là cái phần này đây ha, mục số 55, 56, 57 và 58 này ha. Rồi chúng ta sẽ học bốn cái phần này ha. Rồi thì đầu tiên thì các bạn mở cái phần mềm lên, phần mềm AutoCAD 2016 ha. Rồi đây là cái giao diện quen thuộc của phần mềm AutoCAD 2016. Thì đầu tiên thì bạn chọn tôi cái tab home nè ha, tab home đây trong cái thanh ribbon á, tab chọn tab home có cái chức năng raw nè ha. Cái tạo dùng thì bạn chọn tôi là cái nút này ha, hình có cái hình tròn ở trong một cái hình chữ nhật á bị cắt xén, này là tạo dùng, prison là tạo dùng ha. Rồi để trước tiên tạo dùng thì các bạn phải có một cái hình gì đó để tạo vùng, giả sử như giờ tôi trẻ hình chữ nhật đi, hình chữ nhật á thì bạn phải chọn đây vẽ nè ha, hoặc là bấm phím tắt là rec enter. Rồi ta vẽ cái hình chữ nhật như thế này. Tiếp tục, ta vẽ hình tròn thì bạn hãy nhấn đây là chữ circle là vẽ hình tròn, hoặc là nhấn phím tắt là chữ C enter tạo hình tròn. Rồi, tôi cố tình vẽ hai hình này nó chồng lên nhau ha, nó giao nhau như thế này. Rồi sao nữa? Rồi tiếp tục tôi sẽ vào trong đây lại ha. Trong tab home nè, cái phần raw nè, bạn nhấp vô mũi tên chỉ xuống. Bạn chọn giùm tôi cái nút region nè ha, nút đây, nút vào đây ha, region. Thì chúng ta tạo dùng. Thì tạo dùng là gì thì một chút chúng ta sẽ làm thì các bạn sẽ hiểu cái mục đích của việc tôi tạo dùng ha. Region là dùng đó, dùng hay khu vực gì đó ha, click vào đây. Rồi nó sẽ yêu cầu chúng ta chọn đối tượng, thì giả sử giờ tôi chọn đối tượng này, bạn chọn từng đối tượng một như vậy cũng được, hoặc là bạn quét chọn hết những cái đối tượng bên trong nó cũng được ha, quét chọn cái cách nào cũng được, miễn bạn chọn cái đối tượng được. Rồi sau đó làm sao nữa, bạn nhấn enter. Rồi sau khi enter xong thì bạn sẽ thấy chưa có chuyện gì xảy ra đâu, nhưng mà thực chất là nó đã xảy ra rồi đó, là những cái ô, những cái hình chữ nhật với cái hình tròn nè, nó đã tạo được cái vùng rồi. Ban đầu thì nó chưa phải là vùng, nó chỉ là các đường thẳng ghép lại nhau thôi. Này chúng ta đã tạo được một vùng, thì một vùng thì bạn sẽ hỏi tôi là tạo vùng để làm gì ha. Rồi tôi sẽ hướng dẫn cái mục đích của tôi, hướng dẫn các bạn tạo vùng làm gì ha. Thì để thực hiện đầu tiên nè, chúng ta có hình chữ nhật với hình tròn, bây giờ tôi muốn hợp nhất hai hình này lại thì làm sao? Hợp nhất thì chúng ta sử dụng cái lệnh như cái phần bên cái phần mà các phím tắt AutoCAD nè. Chúng ta vừa thực hiện cái việc tạo dùng ha. Tạo dùng thì cũng có cái phím tắt là REG. Rồi sau đó chúng ta sẽ thực hiện việc hợp nhất các vùng lại ha, là Union đây. Đây, phím tắt là UNI. Rồi tôi sẽ hợp nhất cái này lại. Phím tắt là UNI phải không? Đánh chữ UNI. Thấy chưa? UNI ra được cái Union là hợp nhất. Enter. Rồi sau đó tôi sẽ chọn các đối tượng tôi cần hợp nhất. Bạn hãy click từng cái như thế này ha, từng cái đối tượng, hoặc là bạn quét chọn hai đối tượng này cũng được. Rồi thì khi tôi enter bạn thấy điều gì xảy ra ha, bạn nhìn kỹ ha, enter. Rồi thì cái hai cái đối tượng mà tôi vừa chọn nó đã hợp nhất với nhau ha, nó hợp nhất cái đường viền ngoài của các tường đó, nó đã hợp nhất với nhau, còn cái phần trong nó đã bỏ, nó giống như là nó hợp nhất thành một khối gì đó, nên ta sử dụng cái Union là hợp nhất ha. Rồi giờ tương tự vậy thì giờ tôi vẽ thêm một cái hình khác đi, tôi sẽ làm ví dụ từng trường hợp cho các bạn xem. Hình chữ nhật thì REC, hình tròn thì là chữ C, thấy chưa? Rồi tôi sẽ sử dụng, thì bắt buộc chúng ta phải tạo dùng trước ha, còn nếu như chúng ta không tạo dùng á, tạo dùng là region á thì chúng ta không hợp nhất được. Thì sử như cái này tôi chưa tạo dùng là tôi nhắn thử diễn Union ha, UNI Union. Rồi tôi chọn hai đối tượng đây và đây, sau đó tôi nhấn enter, bạn thấy điều gì ha. Rồi không có gì xảy ra hết, không có hợp nhất. Tại sao vậy? Tại vì tôi chưa thực hiện cái lệnh là region là tạo dùng. Tạo dùng thì bạn phải click vào đây là raw nè, chọn cái hình này cũng được ha, region nè, hoặc là tôi sẽ nhấn phím tắt cho các bạn quen, tạo dùng là reg, thấy chưa? Reg là region là tạo dùng đây, enter. Rồi chọn cả hai đối tượng, chọn thì có ba cách ha, bạn chọn cho từng đối tượng, hoặc là quét từ bên trái qua thì có vùng chọn màu xanh dương, hoặc là quét từ bên phải qua có vùng chọn màu xanh lá cây ha, cách nào cũng được. Thì cái ba cái cách đó nó khác nhau thế nào thì bạn xem lại mấy video đầu của tôi ha, các video về chọn đối tượng.
Rồi, thì tôi đã chọn xong hai đối tượng này rồi, là tôi vừa thực hiện tạo dùng chọn đó, sau đó tôi nhấn xin lỗi thực hiện tạo dùng, tạo dùng, sau đó tôi nhấn enter, thấy chưa? Rồi tôi sẽ thực hiện tạo dùng của hai đối tượng này rồi, sau đó tôi sẽ thực hiện việc cái trên đây tôi đã hợp nhất rồi, bây giờ tôi sẽ thực hiện việc là giao ha. Giao thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh gì? Lệnh giao có trong cái phần cái phím tắt AutoCAD, bạn thấy nè, phần giao này, dùng giao này ha. Số 58 đây, chúng ta sọc lệnh intersect là IN, phím tắt là IN. Bên đây tôi có hướng dẫn bạn các thao tác nè, thấy chưa? Tôi đã rất làm rất là chi tiết, rất kỹ. Bạn phải sửa dựa vô các thao tác nè. Tôi nhắc để nhiều khi các bạn xem video tôi rồi các bạn quên á. Thì nè, chọn tất cả các đối tượng. Rồi tôi nhấn cái để thao tác là để chọn cái vùng giao là nhấn chữ intersect là IN. Thấy chưa? IN intersect đây, chọn đây. Rồi bạn chọn tất cả các đối tượng ha, chọn đối tượng. Rồi sau khi chọn xong bạn nhấn enter. Bạn sẽ thấy ha, hai cái đối tượng chúng ta giao nhau ở cái khúc giữa đây, thì cái khúc giữa này nó sẽ vẫn còn lại, còn các phần mà không phải phần giao thì tự động nó xóa mất ha, nó ngược với cái trên. Cái trên là hợp nhất là dưới nên là nó sẽ hợp nhất toàn bộ, còn cái dưới là intersect là nó chỉ lấy phần giao, những cái phần không phải giao thì nó sẽ xóa. Rồi tôi sẽ làm thêm các bạn thêm một cái ví dụ thứ ba, RC vẽ một hình chữ nhật. Rồi vẽ hình tròn là C circle. Rồi thì ta sẽ thực hiện thêm một cái lệnh thứ ba là cái lệnh là loại trừ ha, subtract là loại trừ. Thì đây là cái số 57 đây ha, subtract là loại trừ đây. Nó loại trừ nhau. S viết tắt là SU ha, thao tác đây. Đầu tiên chúng ta chọn đối tượng bị cắt, thứ hai là chọn đối tượng cắt. Rồi. Để đánh lệnh này thì tất nhiên chúng ta phải tạo dùng rồi. Tạo dùng thì nhấn chữ region REG. Chọn hai đối tượng. Enter. Rồi tạo dùng xong rồi. Loại trừ thì subtract SU. Thấy chưa? SU nè, subtract, enter. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có hai bước. Cái đầu tiên là chúng ta sẽ chọn cái đối tượng bị cắt ha. Đối tượng bị cắt, giả sử giờ tôi chọn cái đối tượng bị cắt là cái hình tròn đi. Rồi đối tượng hình tròn nó sẽ bị cắt. Rồi tiếp theo tôi nhấn enter. Bây giờ tôi sẽ chọn cái đối tượng mà cắt như là hình tròn, giả sử như là cái miếng bánh đi. Còn cái tới đối tượng mà cắt thì cái hình chữ nhật này, giả sử như bạn tưởng tượng cái hình chữ nhật giống như là cái miệng chúng ta vậy đó, giả sử chúng ta ăn cái miếng bánh này mất tiêu thì cái đối tượng bị cắt là cái hình tròn. Là tôi enter đầu tiên rồi, cái enter thứ hai tôi sẽ chọn cái miệng của ta là cái hình chữ nhật nè, nó sẽ cắt cái hình tròn. Tôi chọn cái hình chữ nhật ha, sau đó tôi nhấn enter. Rồi bạn sẽ hình dung được chưa? Nghĩa là ta sẽ enter hai lần. Lần đầu tiên nó sẽ chọn cái hình tròn là đối tượng bị cắt. Cái thứ hai là ta sẽ chọn cái đối tượng cắt là hình chữ nhật ha, rồi sẽ ra được hình như thế này. Rồi cái thứ ba này tôi sẽ làm thêm một cái ví dụ nữa cho các bạn xem. REC. Rồi. C circle. Rồi. Ta sẽ chọn dùng REG tạo dùng, chọn đối tượng, enter. Thực hiện cắt, cắt là subtract, loại trừ dùng cắt là subtract. SU subtract đây, enter. Rồi, chọn đối tượng bị cắt. Đối tượng bị cắt, giả sử trường hợp là tôi cho thử hình chữ nhật đi ha. Rồi chọn đối tượng bị cắt, enter. Chọn đối tượng cắt chúng ta, đối tượng cắt là cái hình tròn sẽ cắt ha, đối tượng cắt là hình tròn. Rồi enter. Rồi bạn sẽ thấy chưa, hai cái hình này nó sẽ khác nhau là do cái thứ tự chúng ta chọn thôi. Cái trên đây là do tôi chọn đầu tiên cái đối tượng bị cắt là hình tròn. Cái thứ hai enter, cái thứ hai tôi sẽ chọn đối tượng cắt là hình chữ nhật. Còn dưới đây tôi làm ngược lại, hai hình dưới đây tôi làm ngược lại. Thứ nhất là đối tượng bị cắt là tôi sẽ chọn cái hình chữ nhật, là đối tượng này sẽ bị cắt. Bị cắt cái gì? Bị cắt bởi cái hình tròn. Là tôi chọn đối tượng hình tròn là đối tượng thứ hai, thấy chưa? Bạn phân biệt được hai cái trường hợp này ha. Thứ tự chọn thôi. Cẩn thận kéo lộn. Rồi thì cái phần này cái gì thôi. Tôi qua cái phần AutoCAD 2007 đi. Tôi sẽ làm cho bạn xem. Thì cũng tương tự vậy thôi. Giả sử như bây giờ tôi đây là cái giao diện CAD 207 nè. Tôi vẽ cái hình chữ nhật đi. REC enter. Hình tròn C circle. Click một điểm kéo ra điểm thứ hai. Rồi. Để tạo dùng chọn thì bạn click chọn cái nút công cụ này nè, thấy chưa? Cái nút công cụ cái hình cũng tương tự như CAD 216 thôi, region nè, click vào đây. Chọn các đối tượng. Enter. Rồi sau nữa hợp nhất thì dùng lệnh díu lên UNI, enter, chọn tất cả các đối tượng, enter, thấy chưa? Rồi REC, C, circle,
Enter. Rồi REG Region, chọn đối tượng, Enter. Rồi hợp nhất, rồi giao Intersect IN, chọn các đối tượng. Chọn thì bạn có nhiều cách ha, nãy tôi nói rồi, ta chọn đối tượng thì có 3 cách. Một là chọn từng đối tượng, hai là quét từ bên trái qua, ba là quét từ bên phải qua ha. Rồi Enter. Thấy chưa, tôi là Intersect, lấy dùng giao. Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là REC Enter, C Enter. Rồi cái thứ ba là loại trừ. Loại trừ là Subtract SU, Enter. Rồi chọn đối tượng bị cắt, là sử dụng chọn đối tượng bị cắt là hình chữ nhật. Rồi đối tượng cắt là gì? Đối tượng cắt là giống như dao cắt vậy, là cái hình tròn. Hình tròn nó sẽ cắt cái hình chữ nhật ha. Rồi chọn đối tượng, Enter. Thấy chưa, bạn thấy điều gì? Nó chưa có thực hiện điều gì hết. Tại sao vậy? Tại vì tôi chưa tạo Region, tôi làm lại ha. REG Region, chọn hai đối tượng, Enter. Lưu ý ha, bạn phải tạo vùng ha, tạo vùng Region ở đây ha, hoặc nhấn phím tắt là REG. Rồi tiếp tục tôi làm lại, Subtract SU, Enter. Chọn đối tượng bị cắt, Enter. Chọn đối tượng cắt là con dao cắt, lên chọn, Enter. Thấy chưa, rất là nhanh, rất là mau, rất là dễ ha. Rồi hôm nay chúng ta sẽ học được tổng cộng là bao nhiêu? 4 lệnh ha. 4 lệnh là gì? 4 lệnh là trong cái phần phím tắt này ha. Học được 4 lệnh. 4 lệnh chúng ta đã học được đây. Tạo dùng, hợp nhất, loại trừ và giao. 4 vùng, 4 cái phần này đây ha, từ 55 cho tới 58. Tạo dùng, trước tiên bạn phải tạo dùng trước thì bạn mới thực hiện được các lệnh sau, là hợp nhất, union, giao nhau, intersect, và loại trừ là subtract. Rồi, chỉ vậy thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.